là Christine có dùng những cái màu trong set là 24 màu. 24 màu của mình á là gồm đây là 4 màu, 3 màu của mình ha. Và mình sẽ làm July 4. Thì trên đây thì mình có 5 ngón thì Christine sẽ thiết kế ra, tức là những cái rất là đơn giản thôi. Vẽ đi vẽ lại là mình chia sẻ lại những cái cách mà vẽ đơn giản nhất cho anh chị ha. Và mình sẽ vẽ ngôi sao. Thì trên đây là Christine sẽ sử dụng là cây cọ flat brush. Thì đó, đây là cái cây cọ flat brush của mình nha. Xong rồi mình cộng thêm cái là mình dùng cái cây cọ Lightwood của mình. Đây là cây cọ Lightwood của mình ha. Rồi mình sẽ dùng hai cái màu, ba màu, mình sẽ dùng ba màu nha. Đầu tiên thì mình sẽ dùng màu trắng. Đó, mình dùng một cái màu trắng ha. Cái tiếp của mình là có cái màu xanh. Đây là có cái màu xanh. Và mình dùng một cái màu đỏ. Đây là cái màu đỏ. Ba màu. Mình sẽ dùng cái ba màu này ha. Và trước khi là mình đi thì mình cần trước khi vẽ thì mấy anh chị dùng một chai Metal Coat mình sơn lên cho cái nền móng của mình, cho nó không có bị trơn ha. Và cái bộ nail này thì mình sẽ giữ cho nó là mét nha mấy anh chị ha. Mình giữ cho nó là mét. Ở trên này có 5 ngón thì mình xin sẽ thiết kế là 5 ngón khác nhau. Mình thì trên đây là Christine sẽ dùng ba màu này để mà mình đi ha. Đi từ màu xanh qua đỏ ha. Sau đó mình qua trắng. Đó, và mình sử dụng cây cọ bảng thôi. Là Christine đang dùng cái cây cọ bảng để mà mình zoom gần chút xíu nè. Sau đó mình chỉ tán nó ra giống vậy ha. Là mình đã có ba màu ha. Rồi tiếp tục mình cho nó đậm hơn chút, tức là cho nó lên màu chút xíu, dùng thêm một chút xíu màu nữa. Sau đó tiếp tục là mình tán y chang vậy. Đó, lúc này đây thì mấy anh chị đã thấy là nó ra màu ha. Thì trên đây thì mấy anh chị có thể là đi từng bước một để mà mình hoàn chỉnh, tùy theo là mấy anh chị sắp xếp là cái màu nó như thế nào. Ở trên đây là Christine sẽ đi hai đường nha mấy anh chị. Đường đầu tiên nè, mình sẽ từ critical đi xuống. Mình kéo nó ra và ra khỏi cái phần này luôn. Thiếu màu thì mấy anh chị lấy thêm nha. Thiếu màu thì mình lấy thêm nè. Tiếp tục, nếu mà thiếu màu thì mấy anh chị lấy thêm màu nha. Lấy thêm màu. Tại vì đôi lúc một cái màu nó không có đủ móng dài quá. Đó, từ trên này đi xuống nè. Đó, khi mà nó đã đủ màu rồi, tiếp tục mấy anh chị vuốt lại thêm một lần nữa. Ta mình đi hai lần nha. Trong cái phần này là mình sẽ đi hai lần để con màu của mình nó lên. Xong nè, một đường. Tiếp tục bên này. Bên này mình cũng đi y chang vậy luôn. Và cố gắng là mình không cho cái màu trắng nó đụng vô cái màu xanh. Đó, mình đi ra. Ha, đi giống vậy nha. Rồi ở đây thì mình sẽ đi nốt qua phần này, cho màu xanh trên này. Sau đó bắt đầu là mình đi xuống, cũng tô hết phần bên này luôn. Đó, trước khi để vô máy thì mấy anh chị sẽ chùi sơ. Tại trong cái phần này thì nó sẽ bị ra ngoài, bởi vì mình muốn cho nó thoát vô ha. Nên thì mấy anh chị sẽ sử dụng một chút xíu acetone chùi sạch trước khi là mình để vô máy.
đây ha, chùi nè, dùng một chút xíu acetone ha, trước khi để vô máy thì mấy anh chị chùi sạch chút xíu. Đó, xong hết mấy anh chị để vô máy nè, mình sẽ đi lớp số 2 nha. Mình sẽ đi lớp số 2 lên. Đi lớp số 2 lên nha mấy anh chị. Đây, lớp số 2 mình cũng theo cái đường này đi. Để cho cái màu của mình lên đậm một chút nè. Đó, để cho cái màu của mình lên đậm một chút xíu ha. Thiếu keo thì mình lấy lại cái keo, nhưng mà lúc nào cũng vậy, kéo từ trên xuống dưới. Đó, lớp số 2 của mình ha, màu lên rất là đẹp luôn. Đó, màu lên rất là đẹp. Rồi tiếp tục đi đường khác thì mình phải lấy thêm keo nữa nha, lấy thêm gel nữa. Và tôi xin sử dụng là màu trong số màu trong set là 24 màu của mình nha. Rồi tiếp tục đi nè, đi đường khác nữa nè. Mấy anh chị đừng có sợ là nó ra, cứ để cho nó ra, lát nữa trước khi là mình để vô máy mình sẽ clean đó. Đó, đừng cho cái màu mà nó va vô cái màu xanh. Đó, rất là đẹp ha. Rồi, tiếp tục đi nè. Đi từ từ thôi mấy anh chị. Rồi, tiếp tục mình đánh. Màu rất là xinh ha. Màu rất là xinh luôn mọi người. Xong hết ha. Bên này thì á, mình sẽ đánh cho cái màu xanh của mình. Ở đây thì là màu xanh thôi. Thấy không, mình đi hai lớp nè. Hồi nãy lớp đầu tiên, giờ mình đi lớp số 2 lên. Trên này thì mình cho nó màu xanh hơi đậm chút nè. Xong mình kéo xuống. Đó, xong ha. Trước khi để vô máy thì mình clean đó. Ở đây mình không có nhất thiết phải đi thẳng hay đi gì hết á mấy anh chị. Tùy theo là mình thiết kế cái design thôi. Ở đây là cái xin kéo nó xuống. Trước khi để vô máy clean cuticle hai bên. Ở đây mình dùng cọ bạn ha, lát qua kia mình dùng cái cọ nét thôi. Đó. Xong nè, cho thêm chút vô. Đó, và những cái cây cọ mà cô xin đang xài á, hôm nay đều có sale nha. Mình mua set. À, bình thường thì á, nó vậy thôi. Đó, rất là dễ thương. Chùi chỗ này chút nữa, chỗ nào lem á thì mấy anh chị chùi nha cho nó sạch, tại vì tôi lúc mình để cọ đó thì nó hơi lem lên da. Cái này là cô xin đang làm từ từ nha mấy anh chị, nhưng mà tới khi mấy chị làm thì mình nhanh chút. Đó, xong bắt đầu để vô máy chùi sạch nha, để lát nữa là nó không bị dơ tay khách đó. Rồi xong rồi, để vô máy, tại vì mình xong từng ngón không, nó không sẽ nó không bị lộn cho mấy anh chị. Rồi, ngón này ha, mình sẽ sơn matchup coat lên. Mình chỉ sơn matchup coat lên ha. Phần đính đá thì mình không nói, nhưng mà phần này thì mình sẽ cho xong từng ngón luôn, vuốt xếp hai bên cho nó không bị mất xếp. Khi mà mình sơn mask lên là mình hoàn chỉnh cái này. Sau đó là mình sẽ bắt đầu design thêm. Ở đây rồi, dùng cái cây cọ mình lấy màu trắng lên. Sau đó mấy anh chị sẽ dạy ngôi sao ha. Ở trên này, ngôi sao thì mình sẽ đi chính giữa. Đó, gạch nè ha. Mình gạch cái này trước nè. Đó, sau đó mình sẽ tô trong. Vậy như nhỏ lên. Vậy lớn, vậy nhỏ tùy mình ha. Mình cho nó xéo xéo xuống á mấy anh chị. Đó. Rồi, tiếp theo đi xuống nè, mình cho nó xéo xéo xuống nha. Lớn lớn nhỏ vậy là mình đi nè. Mình đi lớn lớn nhỏ nha. Thank you bên Phạm, hai em.
màu rất là xinh ha, trời dễ thương lắm luôn á. Cái này hôm nay thì mình sẽ vẽ xong mình đính đá, mình có hai ngón, ngón này là cô xin sẽ để đính đá ombre nha, đính đá ba màu ombre, còn những ngón này thì mình sẽ vẽ nó xong cho nó xuống nè, đi nhỏ nhỏ thôi đó, nối liền với nhau. Wow, so xinh ha, rất là xinh luôn. Rồi tiếp tục cho vô, cho thêm một cái nhỏ nhỏ dưới này nữa đó, nhỏ nhỏ thôi. Trên này cho thêm một cái ha, thôi thì chật chút xíu chùi đi, mình phải chắc chắn là nó không bị gì, xong mình mới rắc bột lên ha. Chùi đi cái khỏi cái này ngón này, cái này mình khỏi ha, chùi sạch, mình lấy acetone chùi tại vì treo vẽ đó, thì mấy anh chị là hả lấy cái cọ mình chùi nó. Nè, xong hết ha. Khi mà mình đã chỉnh lại xong là chắc chắn ngôi sao của mình nó đều rồi, thì mình mới bắt đầu mình trải cái bột clear lên. Mấy anh chị dùng châu lồ hoặc là crystal clear mình đều rải được nha mấy anh chị, rải lên cho nó nổi lên thôi chứ không có gì hết. Nè, xong ha, bắt đầu mình dùng clear mình rải nó lên, rải lên cái màu trắng của mình trước khi là mình hơ, để cho nó bám vô một cái phần bột, nó giúp cho mình nó nổi đó, thay vì nó mát đúng không, thì nó vừa mát và nó vừa nổi lên nữa đó, nó nổi lên giống như 3D vậy đó. Rồi mấy anh chị để vô máy hơ, mình để vô máy hơ nha. Xong bây giờ mình sẽ qua một cái nữa là mình sẽ vẽ là con tại mình sẽ vẽ một cái con chim, mình sẽ dời cái này nó qua đây chút xíu thôi, dời cái miệng nó qua đây chút xíu, tại vì không thì nó sẽ bị rất là nhỏ. Đó, mình dẹo lại trước nè. Đó, cô xin chị vẽ cái đầu thôi nha mấy anh chị. Tại vì mình phải chừa một chút xíu là cái đường á. Rồi xong, ở đây sẽ làm mắt. Mình outline hết những cái này trước nha mấy anh chị, mình từng nét á, mình outline trước khi mà mấy anh chị tập vẽ đó, là mình sẽ outline trước những cái phần này. Đó, outline trước hết nha. Thì mình có thể là sử dụng màu đen hay là những cái màu mà gần nhất để mà mình vẽ. Đó, đây sẽ là mắt. Đó, khi mà mình đã ra một cái khung giống vậy thì bắt đầu là mấy anh chị mình sẽ tô. Ha, mình sẽ tô. Đầu tiên thì cô xin sẽ đi, thì hôm nay thì mình sẽ vẽ mắt hơi khác và cái mỏ hơi khác chút xíu, và cái màu trong cái design của mình nó cũng hơi khác một chút xíu ha. Thì mình sẽ tô hết màu trắng ở đây. Đó, mấy anh chị mình sẽ tô, cô xin sẽ tô đây, màu trắng hết nè. Đó, chừa lại ở phần bên trong thôi. Lát thì mình sẽ đi từ từ đi màu lên, đi cái mắt. Nhưng mà ở đây là mình sẽ đi màu trắng nè. Hôm nay thì mình sẽ đi cái con chim nó khác hôm qua. Nó nhiều cách để đi, nhưng mà thì trên này là tôi xin chia sẻ cách để mấy anh chị mà mình tập vẽ đó, mình đi từng bước một ha, dùng cái cây cọ lai quốc nè, đó mấy anh chị thấy không, dùng cây cọ lai quốc ha. Đó, sau đó thì trên này thì mình sẽ đi cái màu trắng đi qua đây, trên này thì nó hơi có màu đen ha, chim này thì mình sẽ có màu đen màu sáng nữa.
tô hết màu trắng khúc này. Khi mà mình outline xong, mình vẽ cái đường định hình xong cái chim mình thì mình sẽ tô hết màu trắng lên và tô hết những cái màu mà mình cần nha mấy chị. Mình tô hết những cái màu cần vô những cái chỗ mà mình cần đi. Tại vì đây không phải là chỗ nào mình cũng đi màu trắng, nhưng mà trên đầu, đỉnh đầu thì mình sẽ đi màu trắng như vậy. Đó, và cái mỏ thì cái miệng của con chim á thì mình sẽ đi màu vàng. Lát nữa khi mà đi xong hết thì bắt đầu là mình mới đi cái phần mà còn lại, phần trong chính giữa. Đó ha. Rồi khi mà xong hết cái phần màu trắng thì mấy anh chị sẽ cho vô máy một chút xíu. Tại vì khi mà mình đi màu vàng á thì nó sẽ bị dính vô một số chỗ, nên là mình sẽ đi từng bước một. Đó, đi hết nè. Xong ha. Rồi cho vô máy. Mình đi màu vàng. Ở đây là cô Sen sẽ đi màu vàng trước ha. Tại vì khi mà xong hết thì mấy anh chị cần outline cái màu đen nữa. Đó, màu trắng mình xong, bắt đầu mình đi qua cái phần miệng. Miệng con chim nè. Đó, đi màu vàng lên. Tô hết ở trong. Đó, thế là mình đã xong thêm một cái bước. Nên á, thì mình đi á, từng bước một mình đi ha. Xong rồi, ở trong này là cô Sen sẽ cho cái màu vàng lên. Mắt thì màu vàng nè ha. Lát thì mình outline thôi, cho hết màu vàng lên. Đó, xong, mình xong cái phần màu vàng. Cho thêm một chút xíu trắng lên đây cho nó rộng một chút. Đó, xong ha. Rồi, cho vô máy tiếp. Xong hết phần này thì mấy anh chị khúc này ha, thì mấy anh chị có thể lên đi màu silver. Đó, mình đi màu silver lên như mấy anh chị. Tùy theo là mấy anh chị muốn đi sao cũng được, đi như thế nào cũng được. Cái này mình đang tạo hình cho cái design của mình thôi. Đó, mình cho nó vô đây. Mình cho nó màu tùm lum hết vô đây. Mình đang làm cái phần mà phần dưới đó, mình tô cho nó hết cái phần màu silver. Ở đây mình có một chút silver cho cái design của mình. Đó, tô lên. Đó, mình tô lên nè mấy anh chị ha, tô lên. Không có cần là đi theo cái gì hết á. Đó, cứ lên, lên hết. Bắt đầu xong hết thì mình kết thúc của mình á sẽ là đi màu đen ha, màu đen của mình nha. Thì màu đen là của Cindy tới phần dưới thôi, lát là mình còn có đính diamond phần dưới nữa. Rồi xong hết cho vô máy. Đầu mình sẽ chỉnh ở phần mà cái outline ha, cái outline cho cái con chim. Thì cái phần này thì mình sẽ đi một số chỗ, là mình sẽ đi cái mỏ chuốt thì mấy anh chị sẽ nhìn vô cái hình mà mình muốn vẽ. Thì thường á thì mấy anh chị mà kiếm hình á thì mình sẽ vô Google của mình kiếm ha. Đây, mình sẽ vẽ một cái đường rất là mỏng. Sau đó bắt đầu là ở phần cái mũi thì mấy anh chị sẽ cho đó, lỗ mũi ha, lỗ mũi của con chim. Đó, thì mấy anh chị là mình đã ra cái phần lỗ mũi con chim nhỏ nhỏ ở đây ha. Nhỏ thôi. Đông mua. Đó, mình nói khách của mình đừng có đụng nha. Lỡ đụng cái là nó hư hết cái design của mình thì nó không đẹp lắm. Sau đó thì mình mới bắt đầu vẽ con mắt nè. Con mắt thì hôm nay nó hơi sắc một chút xíu, dữ lắm. Đó, mình vẽ từng bước một nha. Sau đó thì ở đây mình sẽ vẽ một cái đường cong giống như hình dạng hồi nãy mình đi nè. Rồi, ở trên này thì mình sẽ cho nối với cái mắt luôn. Xuống rồi đó, thì bắt đầu mình sẽ vẽ một cái đường nét ở đây. Đó, và mình nối chung với nhau. Trong phần này thì mình sẽ tô đen hết.
Lát ở trong cái tròng tròng mắt thì mình sẽ vẽ màu đen lên. Đó, mình sẽ tô phần này trước ha, cho tô cho nó đen. Sau đó thì mấy anh chị sẽ lấy cái cây chấm bê. Mình không cần vội vàng đâu mấy anh chị. Đó, đi nè. Lên mắt cái là tự nhiên cái là mình thấy mắt sáng liền. Đó, mình cho mắt bự chút xíu nè. Tại cái màu vàng mình khô rồi thì mình sẽ lấy cái cây chấm bi á. Mình đi nè, không? Là cái mắt con chim nó hiện lên cho mình. Đó, mình đã xong cái con chim mắt nè. Xong mình để vô ha. Đó, không? Đúng không? Mỗi cái mắt là nó biểu tượng cho mình. Đó. Rồi con này hiền nè. Mấy anh chị thấy không? Con này là mắt hiền nè, thấy không? Một cái hiền, một cái rất là dữ. Này thế nên á, khi mà mình design thì cô Sinh cũng nói trước rồi đó, là cái mắt nó tượng trưng là cho cái con người của mình. Đó, nó như thế nào và có con chim cũng vậy. Nên á, trước khi vẽ cái này thì mình cũng nói là cái con này rất là, nó không phải là dữ đâu, nó khi mà mình vẽ giống như nó có một cái quy lực nào đó. Đó, hiền quá cũng được, nước Mỹ đâu có hiền đâu mọi người ha, đúng không? Đó, đó, thì mấy anh chị thấy nè, cái mắt của có con chim thì mình đã xong rồi, đúng không? Đó, thì mình sẽ đi qua cái thân. Đó, ở đây thì mình sẽ chỉnh lại chút xíu phần này cho nó nét hơn nữa. Lát nữa là mình còn có vài cái chỉnh thêm một chút xíu màu silver. Đó, mắt ha. Xong hết, ở phần dưới này là mình sẽ cho màu đen nha mấy anh chị. Mình sẽ cho màu đen nè. Đó, ở đây ha. Đó, Christine sẽ cho cái khúc này thôi. Cái đầu chim thì mình sẽ cho tới khúc này thôi. Tại phần dưới lát nữa là phần Christine có design. Nên cái khối đen này là mình sẽ cho nó nằm rải rác ở trong này ha. Anh chị, đó, cho nó rải rác ở phần này. Xong hết, khi mà mình tạo hình xong, mình cho những cái chỗ này đen này. Đó, tại sao mình vẽ vậy? Mình vẽ để cho nó, mình tô lên cái phần đen này. Đó, và phần đen này cũng vậy, cho nó lên. Xong hết ha, tô xong rồi. Bắt đầu mình lấy cái chai bự. Nhưng mà cũng đừng có dày quá nha mấy anh chị, đừng có dày quá nó cũng không có tốt. Cho nó xuống đây, tô cứ tô hết đi, xong lát mình chỉnh lại cái màu silver một chút nữa là mình đã hoàn thành chỉnh xong cái chim. Một chim hiền, một chim uy lực nha mấy anh chị. Nên hôm nay mình vẽ con chim khác. Ở phần dưới này là cái Sinh sẽ cho cái màu lên. Tô hết nè. Đó, xong ha. Bắt đầu là mình sẽ để vô máy. Ok, mình sấy. Rồi, mình sẽ dùng một chút xíu silver. Mình chỉnh lại cái phần đầu. Đó, những cái chỗ mà mình cần chỉnh đó. Sau đó pha thêm chút xíu màu vàng vô. Mình tạo khối nét nha mấy anh chị. Đó, màu vàng với silver.
Thì đây là một cái cơ bản thôi, vẽ cơ bản thôi. Đây nên tại sao là học sinh chọn cái dễ nhất để cho là mình có thể là mình vẽ. Tại vì có nhiều cái nó còn phức tạp hơn thế nữa, nhưng mà thì ở trên đây thì học sinh chia sẻ trên live nên để cho anh chị là mình có thể là hình dung ra và mình vẽ như thế nào. Vẽ càng phức tạp chi tiết thì mình sẽ mất thời gian nhiều, nhưng mà trong đây thì mình sẽ vẽ càng nhanh càng tốt. Tại vì á, thời gian mình vẽ một cái con vậy thì nó mất thời gian nhiều quá thì nó không được, đúng không? Nên mình sẽ chọn cái nào mà đơn giản để cho anh chị là mình có thể là hình dung mình vẽ. Ở trên này thì mình sẽ cho một chút silver vô. Đó, ở đây mình sẽ cho một chút silver vô nha mấy chị. À, màu silver kết hợp với màu vàng để tạo cho nó khối nha chị, nó không có nhất thiết là phải đi qua một cái màu. Đó, tạo nó khối màu lên. Xong hết nè. Rồi, đi lại cái phần màu trắng. Ở đây thì mấy chị thấy là silver ha. Thì mình sẽ đi một chút xíu màu cho nó nhạt lơ hơn nữa. Màu silver nó nhạt hơn nữa để mà mình đi qua cái phần mà trên chén nè. Đó, trên chén đây ha. Đi qua một chút xíu trên chén ha. Để vô máy. Xong lấy thêm chút màu trắng nữa, vẽ cái cọng lông nó xuống dưới này. Lấy thêm chút trắng tươi á, lấy thêm chút trắng tươi nha. Mình hơi khô nha, chắc chắn là cái lớp 1 nó sẽ khô lớp thứ 2. Ở đây mình sẽ cho một chút xíu rau. Nhẹ thôi mấy anh chị. Đó, nhẹ nhẹ thôi nha. Rồi, xong. Thế là mình đã xong cái phần con chim. Đó, mình đã xong phần con chim nha mấy anh chị ha. Nên là để cho cái design của mình nó khô, sau đó là cô Sinh sẽ sơn một lớp top coat ha, để cho cái phần này của mình xong cho cái ngón này luôn. Thì cô Sinh muốn cho ngôi sao xanh đỏ tím vàng gì đó cũng được, hay là cho những cái màu mà riêng lên, thì ở đây là cô Sinh sẽ cho ba màu lên ha, ở phần này. Rồi sơn hết bằng matte top coat lên, vuốt hai bên cho nó không bị mất xếp nha. Nhúc hai bên cho nó không bị mất xếp nè. Đó. Rồi mình để vô máy. Xong nè ha. Sau đó mấy anh chị bắt đầu là mình sẽ vẽ màu trắng lên. Đó, vẽ màu trắng. Mình sẽ đi ngôi sao ba màu trên này nha mấy anh chị, trên cái nền đen. Sau đó mình sẽ rắc bột lên, bột clear lên. Đó, đi một màu nè. Màu trắng thì mình cho hai đi ha mấy anh chị ha. Màu trắng thì mình cho hai vô. Rồi, đi qua cái màu xanh. Cho ba cái ngôi sao ba màu lên đây. Rồi, cho thêm cái màu đỏ nữa. Còn dưới này lát cô Sinh sẽ cho là đính đá, cho thêm cái màu đỏ lên đây, là màu xanh.
Giờ tôi xin cho thêm cái màu đỏ lên đây cho nó đẹp, xấu cái nhỏ thôi. Đó, dễ thương không? Đó, xong mình bắt đầu lấy bột mình đắp lên. Bột clear nha mấy anh chị. Bột clear nè. Đó, bột clear đắp lên. Đó, trước khi mình để vô máy thì mấy anh chị lắc bột clear lên để cho nó nổi thôi. Đó, để cho nó nổi thôi ha. Đó, thấy không? Nổi nè. Xong, để vô máy. Rồi, vội sạch ha. Thế là mình đã có xong cái design. So cute luôn mấy anh chị. Đó, rất là cute. Qua ngón này ha. Ngón này thì tôi xin sẽ design là màu xanh với màu đỏ nha mấy anh chị. Thì trên này mấy anh chị có thể là vẽ một góc hay là ngôi sao ở trong cái góc này cũng được. Ở trong này thì mình sẽ đi màu xanh, màu đỏ. Mình đi đường xanh trước nha mấy anh chị. Mình có thể đi ngang qua, hoặc là mình đi dọc xuống. Trên này là tôi xin sẽ đi dọc nha mấy anh chị. Vẽ một đường thẳng nè, xuống nè, tới phần đầu móng luôn. Nếu mà anh chị dài dài thì mình có thể là dùng cái cây cọ long lai quốc nha mấy anh chị. Đó, ở trong cái set của mình nó cũng có cây long lai quốc luôn, 90 đồng. Thì Clay for sale còn có 75 đồng thôi. Mấy anh chị mình tranh thủ ha, tại vì set của mình có limit á. Đó, xong ha. Rồi, cho thêm một cái đường nữa. Ngón này thì mình sẽ đi là màu xanh. Lát mình sẽ đính đá là màu đỏ nha mấy anh chị. Tại mình phải chừa chỗ cho mình đính đá, tại vì mình muốn đính đá nhiều. Tại nhà mình đang bán đá, và đá của mình đang rất là hấp dẫn, tại vì mua 10 hộp tặng 1 hộp. Mà đá của mình rất là sáng luôn. Đó là chu lai pho mà thêm đá vô nữa, tuyệt vời luôn anh chị. Đó, đi xuống. Dễ thương ha. Rồi mình cứ cho vậy, lát mình sẽ đính đá thẳng từ trên xuống dưới. Mình sẽ cho vào máy. Đó, ngón cái ha. Mình sẽ qua phần ngón cái, tại vì ngón này là cô xin sẽ chấm hộp âm rè. Thì trên ngón này là cô xin sẽ dẹ bự một chút xíu nè. Khi mà mình dẹ bự một chút xíu, mình cứ dẹ một cái đường thẳng xuống tới phần đầu móng. Đó, trên này là cô xin sẽ cho nó bự chút xíu thôi. Thì mình sẽ chỉnh lại đi thêm một cái đường nữa song song với nhau, và mình sẽ kéo thẳng xuống nè. Thì có phải là line của mình nó sẽ bự hơn không? Nó sẽ bự hơn ha. Rồi mình sẽ tô cái phần này cho nó even, cho nó vuông. Xong hết là cái xin tiếp tục đi cái đường khác nữa. Thì ngón lớn thì cái xin sẽ cho cái hộp lớn, cái đường của mình nó lớn một chút xíu thôi. Rồi tiếp tục ngón này. Còn không mấy anh chị có thể là vẽ hai đường song song với nhau. Sau đó thì mình sẽ tô cái màu của mình, nó sẽ nằm ở trong phần chính giữa của mình. Đó, mình tô như vậy nè. Đó, mình tô cũng được, hoặc là mình đi cái kia cũng được nha. Nên là tùy anh chị là mình chọn đó. Xong, qua bên này. Cái ngón cái thì tôi xin đi cho nó bự chút xíu ha. Để cho nó nhìn, cho nó tùy theo ngón à. Xong hết hai ngón này là mình sẽ để vô máy, mình sơn matte top coat nha. Đó, xong hết nè. Rồi, để vô máy.
là mình bắt đầu là mình đi đi đá nha mọi người, mình đi đá. Be who I want.